Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 5 năm 1946, trang nhất của tờ báo Cứu Quốc đã chính thức thông báo ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngày 19 tháng 5 năm 1890. Lúc ấy, trong bối cảnh nhà nước còn non trẻ mới giành được độc lập, đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Việc kỷ niệm ngày sinh của Bác mang ý nghĩa biểu thị khối đại đoàn kết toàn dân. Và ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người, chúng ta sẽ cùng đến với những nhân chứng đã từng được sống và làm việc bên Bác. Họ cùng hồi tưởng và nhớ lại những lần sinh nhật của Bác. Trong gian khó, dấu ấn về những lần sinh nhật Bác trong ký ức người cận vệ gần 90 tuổi này càng đậm nét hơn bao giờ hết. Bác già nói chuyện với nhau, chứ còn không có hoa có hẹn gì cả, trên rừng thì có hoa. Đấy, nó sẽ thông cảm, nhưng mà cái tình người là Bác luôn luôn quý mến, là trân trọng, cảm ơn tất cả anh em bảo vệ đã có lời thăm hỏi Bác. Đầu tiên bao giờ Bác cũng nhắc đến ngay chữ đoàn kết. Không có việc gì khó Bác dạy, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Kỷ niệm lần thứ 64 ngày sinh của Bác diễn ra trong bối cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng năm 1954. Ngày 19 tháng 5 năm ấy, Bác đã mở tiệc khao quân và viết tặng các chiến sĩ một bài thơ ngợi ca chiến thắng. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân dân hai miền tích cực thi đua lập nhiều thành tích chiến công để kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Và ngày 19 tháng 5, Bác thường đi thăm hỏi các địa phương, tiếp xúc với người dân để tránh những nghi lễ phiền phức tốn kém. Ngày sinh nhật của Bác là Bác không ở nhà, Bác đi. Có hôm Bác còn lấy phục vụ bếp nóng cho bác cháu mình nấu cơm với vườn. Mai bác cháu mình đi công tác, tức là đi tránh cái ngày sinh nhật đấy. Tại Bắc Bộ Phủ, Bác tiếp đại biểu đến chúc thọ Bác. Và để đáp lại tình cảm của đồng bào, Bác nói này, hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Nhưng xin đồng bào nghĩ đến đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi. Năm 1969, khi sức khỏe của Bác đã yếu nhiều, lễ mừng thọ Bác diễn ra trong không khí đầm ấm, đông vui. Nhưng không ai nghĩ đó là dịp kỷ niệm sinh nhật Bác lần cuối cùng. 9 giờ sáng ngày 19 tháng 5, Bác xem và chỉnh sửa những lời dặn dò cuối cùng trong bản di chúc để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, một nhân cách cao cả, một tấm gương đạo đức sáng ngời. Sự giản dị, khiêm nhường, yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc về xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên. Và đó cũng chính là bài học đạo đức mà Bác Hồ để lại cho sự nghiệp xây dựng đất nước của các thế hệ sau này.